Tỷ phú Jeff Bezos, chủ nhân của tập đoàn Amazon, mới đây cho biết ông có kế hoạch tăng đầu tư hàng năm tại Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ mà ông khai trương vào năm 2000. Ông Bezos đã chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để phát triển công ty nói trên và dự định sẽ tiếp tục tăng đầu tư trong năm 2019. Tỷ phú giàu nhất thế giới này khẳng định đây là một nỗ lực nhằm góp phần mở ra một kỷ nguyên mới trong thám hiểm vũ trụ. Mục tiêu mà Blue Origin đưa ra cũng giống SpaceX, đó là giảm chi phí phóng tàu vũ trụ nhờ cải tiến hợp lý sau các chương trình của cơ quan vũ trụ Mỹ, NASA, Nga và các nước khác. Cùng với đó, ông chủ Amazon cũng tuyên bố ủng hộ nỗ lực của tập đoàn khi giành hợp đồng điện toán đám mây của Lầu Năm Góc trị giá 10 tỷ đô la Mỹ sau khi Google từ bỏ nỗ lực giành hợp đồng này vì cho rằng bản hợp đồng trái với các nguyên tắc của họ.